Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay em muốn giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đó chính là cái dàn lạnh độ chế cho xe thùng, xe đông lạnh, xe khoang cabin rộng, Space, Universe, và muốn độ ở dàn sau. Đó chính là cái dàn lạnh 6 cửa. Với cái dàn lạnh này thì nó có điện áp là 12V, 24V. Đây chính là cái mặt dàn lạnh của nó. Mặt mạng inox rất là sang, đẹp. Đấy. Với thiết kế là hai quạt riêng biệt phía sau giúp cho cái sự sản sinh gió và điều tiết khí mát rất là khỏe đấy ạ. Đấy. Đây, dàn được chạy bằng van tiết lưu này. Đó, anh em có thể nhìn thấy không ạ? Đây van tiết lưu. Đây chính là cái công tắc quạt. Đây chính là cái bảng điều khiển của nó. Tức là tắt mở này. Đó, và công tắc 1, 2, 3. Đây là cái đèn báo này. Cái thông số kỹ thuật của cái dàn thì nó sẽ rơi là chiều dài của nó thì sẽ rơi vào là 80 cm, và chiều ngang của nó là 35 cm, và chiều cao của nó là 20 cm. Đó. Và đây chính là cái đường ống dẫn nước của cái dàn. Đây, trong cái bộ sản phẩm này thì đã có đầy đủ luôn rồi. Anh em về chỉ việc lắp ráp là xong. Đây, hai ống dẫn thoát nước hai bên đấy ạ. Đó. Hai ống dẫn thoát nước hai bên. Đây, đây chính là cái chạc ba chia này. Và đây là các cái giá, cái đai của nó. Với bộ sản phẩm này thì đã đầy đủ rồi. Đấy. Đây. 12V, 24V đều đầy đủ, đều có ạ. Thì vừa rồi là em có giới thiệu sơ qua tới anh em cái sản phẩm, đó chính là cái dàn lạnh 6 cửa, điện áp 12-24. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm hay liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.